Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm bánh flan bằng lò nướng không dầu nha. Để làm món bánh flan với công thức là 6 quả trứng gà và 400 lít sữa tươi không đường thì mình cần 5 muỗng canh đường và một lượng nước nhỏ vừa đủ để cho qua khỏi mặt đường là được ha. Đun sôi đường trên bếp với lửa vừa và không cần quậy. Chúng ta cứ để như thế cho đến khi đường sôi lên và chuyển sang màu cánh gián. Các bạn canh khi đường vừa chuyển màu, khuấy nhẹ tay, đợi thêm khoảng 10 phút và tắt bếp. Vừa tắt bếp thì vắt nhẹ thêm một miếng chanh vào sẽ giúp cho caramel có vị thơm và ngon hơn ha. Lưu ý là mình chỉ vắt chanh khi đã tắt bếp, không nên vắt chanh từ sớm vì nhiệt độ sẽ làm cho chanh có vị đắng nha. Mình dùng 3 quả trứng gà còn nguyên trái và 3 quả mình chỉ tắt và lấy lòng đỏ ha. Trong lúc xử lý mớ trứng này thì mình cũng tranh thủ đun ấm sữa tươi ở trên bếp. Bước này mình không có quay vì quá đơn giản rồi ha. Chỉ có lưu ý các bạn về nhiệt độ của sữa. Nhớ là chỉ đun vừa ấm lên thôi, không đun quá nóng hoặc sôi nha, vì sẽ làm cho trứng chín đó. Sau khi đập xong 6 quả trứng thì các bạn cho vào một muỗng canh đường và một ít xíu muối. Dùng đũa hoặc là cây đánh trứng, khuấy một chiều và đều tay. Khúc này các bạn lưu ý khuấy một chiều và nhẹ tay để tránh trứng bị nổi bọt và tạo rỗ, làm cho bánh flan của mình sau này thành phẩm không đẹp nha. Tươi sau khi đun ấm trên bếp, nhấc xuống cho từ từ vào trứng. Lưu ý bước này các bạn cho sữa vào trứng, đừng có làm ngược lại nha. Hôm nay sữa của mình đun cũng có hơi quá tay xíu, cho nên một lát nữa các bạn cũng có thể thấy một vài cái lợn cợn khi mà mình lọc ha. Đổ sữa từ từ vào trứng, vừa đổ vừa khuấy nè. Sau đó lọc qua rây từ 2 đến 3 lần cho hỗn hợp thịt là mịn. Đây nè, khúc này là các bạn thấy trứng của mình lọc xong bị lợn cợn đúng không? Đó là kết quả của việc đun sữa quá nóng đó nha. Rút kinh nghiệm ha. Caramel sau khi đổ ra khuôn thì mình chờ thiệt là nguội. Rồi sau đó thì các bạn có thể cho cái hỗn hợp sữa với trứng ban nãy vào là xong ha. Ta-da! Lúc này chỉ còn một công đoạn cuối cùng nữa thôi nè. Hôm nay thì mình không hấp cách thủy mà nướng với lò nướng không dầu. Ta nói nó khỏe gì đâu luôn á. Các bạn chọn giúp mình mức nhiệt độ 120 độ C trong vòng 25 phút ha. Tranh thủ cái lúc này thì đi dọn dẹp bãi chiến trường ban nãy nha. Làm bánh flan nướng với lò chiên không dầu rảnh tay hơn rất nhiều so với việc hấp cách thủy trên bếp. Cứ hồi đó thì cứ 3 hồi 50 phút là phải mở nắp nồi ra canh, rồi mình lau nước sao cho nước không có bị nhỏ lên trên mặt bánh. Giờ thì nướng trên lò chiên không dầu thì mình không cần phải làm những cái việc đó luôn. Giờ công nghệ bếp núc hiện đại giúp các bạn nữ ham thích vào bếp có động lực hơn đúng không nè. Sau khi bánh chín thì mọi người lấy ra để nguội, đậy nắp và cuối cùng là cho vào ngăn mát tủ lạnh ha. Khúc này để chắc ăn thì mình lấy tăm xăm vào mặt bánh. Thấy bánh không bị dính tăm như vậy nè là bánh của mình chín hoàn toàn rồi đó. Mình rất là thích ăn bánh flan với cà phê và nước cốt dừa. Nhà bạn nào có sẵn nước cốt dừa lon thì lấy ra pha với một chút xíu cà phê đen là ngon số dách nha. Nay á thì mình không có nước dừa lon nên mình ăn với cà phê sữa cũng tuyệt vời ông mặt trời lắm luôn nè. Bánh flan nướng bằng lò nướng không dầu sẽ có một lớp da trên mặt bánh như vậy nè, không có được láng o mịn màng như bánh hấp, nhưng mà mình thấy là thơm hơn bánh hấp nha. Do sở thích gia đình mình đã thích ăn bánh flan hơi cứng một chút, cho nên là nếu mà bạn nào theo cái trường phái bánh mềm và mịn hơn thì có thể giảm bớt lượng lòng trắng trứng lại ha. Lòng trắng trứng chính là yếu tố quyết định độ cứng của món bánh này đó nha. Chúc mọi người thành công với công thức làm bánh flan bằng lò nướng không dầu này nha. Bye bye.